các bạn và chúng ta tiếp tục với buổi thứ hai trong 4 buổi học liên tiếp của chúng mình nhé. Và buổi thứ hai như các bạn đã nhìn trên giấy rồi đấy, thì ngày hôm nay các em sẽ cùng chị đi tìm hiểu một tác giả rất là nổi tiếng mà chị tin là các bạn rất rất là thích tác giả này. Và hôm nay chị em chúng mình sẽ tìm hiểu tác giả Nam Cao nhé. Nhưng mà trước khi chúng mình bắt đầu thì có lẽ là đợi thêm một chút xíu nữa để cho các bạn trong lớp mình có thể là ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi. Sau đó thì các bạn sẽ vào bàn học và bắt đầu cùng chị tìm hiểu tác giả Nam Cao nhé. Chúng mình đợi thêm một chút xíu nữa nhé. Trong lúc chờ đợi thì chị mong là các bạn sẽ gửi lời chào đến chị được chưa nào. Rồi, chị xin chào Ngọc Linh. Xin chào Văn Duy. Các em vào rồi thì các em gửi lời chào đến chị nhé. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu tác giả Nam Cao được chưa nào. Đúng như nguyện vọng của các em nhé. Hôm qua khi mà chúng mình cùng nhau nói về Thạch Lam thì ngày hôm nay các bạn đã muốn chị tìm hiểu về tác giả Nam Cao, thì ngay hôm nay chị muốn mang đến cho các bạn những cái nguồn kiến thức, những cái thông tin về tác giả Nam Cao, và những cái thông tin này sẽ giúp các bạn trong quá trình mà chúng mình sẽ đi phân tích tác phẩm. Ok chưa nào? Rồi, chị chào Đinh Hữu, hãy cứ chào chị là chị thôi, được chưa nào? Các em vào rồi thì các em gửi lời chào đến chị nhá. Chắc là các bạn ăn cơm hết rồi đúng không nào? Chị nghĩ là 9 giờ thì các bạn ăn cơm rồi. Nhận định về Nam Cao đương nhiên là có rồi. Có rất là nhiều là đằng khác ấy. Rồi các bạn vào học với chị nhá. Hình như là hôm nay các bạn bận hay sao ấy, các bạn vào rất là ít luôn. Nhưng thôi, ít thì chị em mình vẫn sẽ học được chưa nào. Các em ơi, chị nhờ một bạn đang xem thì các bạn gửi cái tin nhắn vào trong tin nhắn ấy, trong nhóm của chúng mình ấy, để cho các bạn nếu như mà bận hoặc là quên lịch hẹn với chị thì có thể vào học nhá. Ồ, mấy bạn bận đi chơi với người yêu rồi á. Ơ, nhưng mà hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay phải là ngày gì đấy, lễ Tết đâu nhỉ? Các em đợi chị một xíu để chị nhắn các bạn đấy nhá. Em đi chơi thế nào mà không quên mất lịch hẹn của chị em mình. Chị lại đợi chị một chút xíu, chị vào Facebook để chị nhắn cho các bạn trong lớp mình. Trong nhóm lớp, trong phần tin nhắn, chắc là các bạn quên lịch hẹn đấy. Trong nhóm lớp mình thì có nhóm chat em ạ. Bởi vì từ lúc mà mình mới lập group thì chị đã tạo một cái nhóm chat để cho các bạn dường như là để có thể trao đổi mọi thông tin, hoặc là các bạn muốn trao đổi việc học này, hoặc là các bạn có những câu chuyện gì có thể chia sẻ được với nhau thì các bạn cũng chia sẻ em ạ. Hình như hôm nay các bạn quên lịch học rồi, các bạn không nhớ. Và rõ là hôm qua bảo chị ơi hôm nay chị nói về Nam Cao nhé, mà xong bây giờ chị không thấy một bạn nào cả. Ôi chị buồn quá. Rồi, chúng mình nghe thêm một chút nhạc nhá, để xem là các bạn có vào thêm không. Sau đó thì chị em mình sẽ bắt đầu. Chúng mình đợi 5 phút nữa nhá. Nếu như các bạn không vào thì chúng mình vẫn sẽ tiếp tục học thôi. Chị nghĩ là các bạn cũng không phải là không vào học đâu, mà chắc là các bạn đang bận. Chắc có lẽ là học online, bây giờ cũng bận học một cái gì đấy rồi. Đợi 5 phút nữa nhá, xong chị em mình bắt đầu luôn. Sao hôm nay các bạn bận nhiều?
À hôm nay chị nghĩ là rồi, hôm nay tối chủ nhật. Ừ, hôm nay cuối tuần thật. Mình đợi 5 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu. Đây chị thấy các bạn vào nhiều hơn rồi này. Chắc là mới ăn cơm xong hoặc là mới đi chơi về đây. Các bạn vào sau, các em vào sau thì gửi lời chào đến chị nha. Rồi, chị nghĩ là thôi chị em mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Còn nếu như bạn nào vào sau, bạn nào vào muộn và muốn xem lại like thì các bạn cũng có thể lên group để xem lại, bởi vì like này thì chị sẽ không xóa và chị sẽ để lại để cho các bạn nếu như muốn học thì có thể xem lại. Ok chưa nào? Chúng mình bắt đầu nhá. Chị sẽ tắt nhạc đi để mình sẽ bắt đầu luôn. Các em đã chuẩn bị một tinh thần để ngày hôm nay học bài chưa nào? Bởi vì chị cảm thấy là khi mà chị đang thấy nhá, chị đang thấy các bạn trong lớp mình dường như là đang tinh thần học đang đi xuống, và chị đang không biết là phải làm sao để khuấy động được cái tinh thần cho các em, để cho các em có thể học tập một cách tích cực nhất và cái quá trình học của chúng mình nó không quá nặng nề. Cái việc học đơn giản là chỉ như là các em hôm nay các em học và các em học thêm những cái điều gì mới thôi, và nó không phải cái việc quá bắt buộc các em phải nhớ, bắt buộc các em phải thuộc hay là bắt buộc các em phải như thế nào đấy. Và cái điều chị mong là các em thoải mái khi học, và chúng mình học là chúng mình sẽ biết thêm những cái điều mới và cái những cái điều mới đấy, và các em sẽ áp dụng được trong cái quá trình học trên lớp của mình và sẽ mang lại cái điểm số của các em trên lớp. Còn trong buổi học của chị thì các em cứ thoải mái chia sẻ những cái ý kiến cá nhân cũng như là những cái quan điểm chị sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn băn khoăn rằng là không biết cái chia sẻ này của em có đúng hay không, thì với bản thân chị thì không có chia sẻ đúng hay sai, mà chỉ là các bạn thuyết phục như thế nào để cho chị cảm thấy được rằng là chia sẻ đấy của em là đúng. Ok chưa nào? Rồi, chị chào Chi Lưu, chị chào Lê Dương. Chị em mình bắt đầu luôn nhá. Ít nhiều gì thì chị em mình cũng sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Và những bạn nào có mong muốn xem lại thì các bạn đấy sẽ vào xem sau. Ok chưa nào? Còn bây giờ thì chúng mình không đợi nữa và chúng mình sẽ bắt đầu luôn ngày hôm nay được chưa nào? Với ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tìm hiểu tác giả Nam Cao. Ok chưa nào? Với Nam Cao thì cũng giống như tất cả các tác giả khác thôi, chúng mình sẽ cùng chị đi tìm xem tiểu sử, cuộc đời, con người, quan niệm về nghệ thuật, rồi phong cách sáng tác của Nam Cao như thế nào, và tất cả những cái phần đó có ảnh hưởng như thế nào đến những cái sáng tác của Nam Cao, ảnh hưởng như thế nào đến cái sáng tác của Nam Cao. Và sau đó thì chúng mình sẽ có những cái kênh thông tin để chúng mình sẽ đi tìm hiểu hóa ra là con người của Nam Cao như thế, thế nên là văn phong của ông ấy như thế đây này. Thế nên hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu Nam Cao nhá. Chị thấy các bạn rất là thích Nam Cao, thế nên ngày hôm nay phải làm Nam Cao luôn. Bởi vì chị sợ là nếu như là một tác giả khác, nếu như mà các em không thích thì liệu là các em có vào học với chị hay không. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ tìm hiểu luôn. Trước tiên thì chúng mình cũng sẽ đi vào phần tiểu sử và xem là trong tiểu sử của Nam Cao có gì đặc biệt nhá. Các bạn đã đọc một chút xíu nào về Nam Cao chưa? Các em đã đọc tác phẩm nào của Nam Cao chưa? Ngoài Chí Phèo ra, ngoài Lão Hạc ra thì các bạn đã đọc được thêm tác phẩm nào hay chưa? Hay là các bạn đã đọc cái phần trong sách giáo khoa ấy, thì Nam Cao là một tác giả lớn, thế nên là trong sách giáo khoa có một cái phần phân phối chương trình dành riêng một bài để chúng mình học về tác giả Nam Cao. Đó, thì các em đã đọc phần này chưa? Các em đã đọc phần này trong sách giáo khoa chưa? Nhưng mà chị tin là các bạn chưa đọc đâu, bởi vì trên lớp các bạn chưa học đến, thế nên các bạn chưa đọc. Còn ngày hôm nay ngồi ở đây học với chị thì chúng mình sẽ tìm hiểu trước một xíu nhá, để sau này khi mà học đến Chí Phèo của Nam Cao thì các bạn biết trước một chút rồi, thì các bạn cũng sẽ có một cái nền để các bạn tiếp nhận kiến thức tốt hơn. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu vào phần đầu tiên, đó là phần tiểu sử. Xem tiểu sử của Nam Cao có gì đặc biệt. Rồi, cũng giống như các tác giả khác thì khi chúng mình tìm hiểu tiểu sử thì chúng mình cũng sẽ tìm hiểu tên tuổi và quê quán đúng không nào? Trước tiên thì các bạn thấy đấy, Nam Cao của chúng ta tên thật, tên khai sinh là Trần Hữu Chi. Nhớ cho chị cái này. Nam Cao sinh năm 1917 và mất năm 1951.
tuổi đời cũng trẻ đúng không nào các bạn? Dường như tất cả chúng ta thấy là các tác giả rất là nổi tiếng, những tác giả lớn của chúng ta thì cái cuộc đời của họ, những cái năm tháng sống thì dường như là rất ít. Tuy nhiên là với cái sự ít ỏi này nhưng để lại cái sự nghiệp văn chương cho văn học nước nhà thì vô cùng là lớn. Nam Cao cũng vậy, và hôm trước chúng ta học, buổi hôm trước thôi, thì Thạch Lam cũng như thế đúng không nào các em? Đó, và chúng ta thấy được rằng này, các bạn tìm hiểu chị cái phần này, tức là về phần quê quán. Quê quán của Nam Cao thì có một cái điều rất đặc biệt như thế này này. Nam Cao thì sinh ra ở trong một cái gia đình nông dân nghèo ở làng Đại Hoàng. Ở làng Đại Hoàng. Các bạn đợi chị một chút xíu nhé. Cái bút của chị đang bị tắc mực. Chị đang tìm cái bút khác. Rồi, các em ơi, quay trở lại nhé. Chị thấy cái bút rồi. Thì Nam Cao của chúng ta sinh ra ở làng Đại Hoàng. Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang. Tổng Cao Đà. Huyện Nam San. Thuộc tỉnh Phủ Lý. À, đến đây thì có một điều rất là đặc biệt chị muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là Nam Cao. À, cái phần này được kết hợp bởi tên của tổng và huyện của quê hương Nam Cao. Các bạn thấy này, Tổng Cao Đà đúng không nào? Thì ở đây tác giả đã lấy chữ Cao. Đó, đến huyện Nam San thì tác giả lấy chữ Nam và ghép thành Nam Cao là cái tên này. Đó, đấy là biệt danh, là bút hiệu của tác giả Nam Cao, được lấy từ tên tổng và tên huyện ghép lại. Rồi, chị chào Lan Anh, lâu lắm rồi mới gặp em đấy. Lâu lắm rồi chị mới thấy Lan Anh xuất hiện, chắc là dạo này em bận đúng không? À, đấy là về quê hương. Các bạn nhớ chị đấy. Về quê hương của Nam Cao thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Tuy nhiên thì có một cái phần chú ý để chúng mình thấy hiểu rõ hơn rằng là cái tên tác giả lấy biệt hiệu ở Nam Cao là bởi vì tên lấy từ tên tộc và tên huyện của quê hương của mình, nơi mà nhà văn sinh ra và lớn lên. Rồi, tiếp theo chúng ta tìm hiểu một chút xíu về cuộc đời của nhà văn nhé. Cuộc đời của nhà văn Nam Cao thì có gì để kể nhỉ? Thì chị sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện như thế này. Thì dường như bản thân chị cảm thấy nhá, ở bất kể một tác giả nào, kể cả nhà thơ hay nhà văn, thì khi mà học ấy thì chị đều nhận thấy một điều là cuộc đời của những nhà văn lớn, những nhà thơ lớn dường như đều rất là vất vả. Đây không biết có phải là mẫu số chung cho cuộc đời của tất cả các tác giả của chúng ta hay không. Tuy nhiên như cảm nhận của bản thân chị thì chị thấy rằng chẳng hiểu tại sao những cái nhà văn, nhà thơ lớn họ đều có một cái cuộc sống rất là vất vả. Chúng ta có thể thấy ngay buổi hôm trước chúng mình học Thạch Lam này cũng rất là vất vả, gia đình đông con, rồi cuộc sống cũng rất là vất vả, phải chuyển về quê ngoại để sống. Còn hôm nay chúng ta học Nam Cao thì đầu tiên chị đã khẳng định cho các bạn thấy là cuộc đời rất là vất vả. Bởi vì trước tiên là về gia đình thì Nam Cao sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam San, tỉnh Phủ Lý. Gia đình sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, đông con, và Nam Cao là người con trong gia đình duy nhất được đi học tử tế. Tuy nhiên thì cái cuộc đời của Nam Cao lại rất vất vả, là bởi vì vào năm 1935 thì Nam Cao thi trượt các em ạ. Nam Cao trượt bậc thành trung. Và bậc thành trung này thì so với bây giờ thì nó là cấp 2 các em ạ. Và sau khi trượt bậc thành trung thì Nam Cao đã vào Sài Gòn và kiếm sống. Lúc này Nam Cao rời quê hương vào Sài Gòn để làm việc. Vào Sài Gòn để kiếm sống bằng các nghề khác nhau. Và trong đúng cái giai đoạn này và đúng cái thời điểm này thì Nam Cao của chúng ta bắt đầu sáng tác. Được chưa nào?
Và sau đấy thì cuộc đời dường như là có lẽ nếu như mà cuộc sống có vất vả, cuộc sống có nhọc nhằn, nhưng chúng ta có sức khỏe thì tất cả mọi thứ đều không sao. Nhưng nhà văn Nam Cao của chúng ta lại bị bệnh tật ốm đau đeo bám. Các bạn nhớ chị cái điều này nhá. Nam Cao của chúng ta bị bệnh tật ốm đau. Thế nên chính vì bị ốm đau như thế, thế nên cái việc mà sinh sống ở Sài Gòn này không thể tiếp tục được nữa. Thế nên vì ốm đau, thế nên Nam Cao mới quay trở về quê. Tức là quay trở về miền Bắc, quay trở về quê hương. Và lúc này thì Nam Cao bắt đầu tự học lại và thi đỗ được thành Trung. Thi đỗ thành Trung. Và sau khi đỗ thành Trung thì Nam Cao có một cái dự định, đó chính là mình đỗ rồi và sau này mình sẽ có một cái dự định, đó là xin làm việc trong bộ máy của nhà nước, tức là làm một cái người công chức. Tuy nhiên là Nam Cao đã không được chọn bởi vì Nam Cao bị bệnh. Cái bệnh ốm đau này thì dường như là trong tiểu sử của Nam Cao ở các tài liệu thì họ không ghi rõ là Nam Cao bị bệnh gì, ốm ra làm sao. Tuy nhiên họ chỉ nói là ông bị ốm, bị đau, bị bệnh. Thế nên cái dự định mà sau khi thi đỗ thành Trung của Nam Cao để khi mà ông ấy làm Nam Cao của chúng ta đi ra làm công chức thì đã không được, không không xin được vào công chức nhà nước là bởi vì cái căn bệnh này. Và sau khi mà không xin được thì Nam Cao của chúng ta đã trở thành một anh giáo khổ trường tư. Vì không thực hiện được cái dự định đó là xin vào trong cái bộ máy của nhà nước, xin vào một cái giáo viên ở trong nhà trường công lập. Thế nên là Nam Cao của chúng ta đã đi dạy tư. Đi dạy tư cho một cái trường tư thục. Dạy tư trong cái trường tư thục. Và lúc này thì chúng ta thấy Nam Cao của chúng ta có một cái tên đó là một giáo khổ trường tư. Các bạn nhớ chị cái này nhá. Tại sao chị lại nhắc các bạn nhớ điều này? Bởi vì chính những cái năm tháng mà Nam Cao là một cái anh thầy giáo ở dạy ở trường tư thục thì Nam Cao đã thấu hiểu được cái cuộc sống của cái nhà tri thức nghèo lúc bấy giờ. Và đề tài về người tri thức nghèo trong những sáng tác của Nam Cao thì rất là nhiều. Chắc chắn rồi các em sẽ có thể kể ngay đến cái tác phẩm rất là tiêu biểu của Nam Cao, đó chính là tiểu thuyết Sống Mòn với tên của người thầy giáo, đó là thầy giáo Thứ lúc nào. Và chị nghĩ rằng là nếu như bạn nào chưa đọc cuốn tiểu thuyết này thì các em đã xem vlog của 1977 rồi thì các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của cái anh giáo khổ trường tư thì nó khổ sở, nó vất vả như thế nào, nó thiếu thốn ra làm sao với những cái sự đấu tranh tâm lý trong cái anh chàng anh trong cái người thầy giáo Thứ này nó diễn ra như thế nào. Đó, thì ở đây chị muốn nhấn mạnh đó là vì ốm đau bệnh tật không xin được vào công chức, thế nên Nam Cao của chúng ta phải đi dạy ở một cái trường tư thục. Và chính cái cuộc sống này của Nam Cao đã khiến cho Nam Cao thấu hiểu vô cùng cuộc sống của những nhà tỷ tư, của những nhà tiểu tư sản, những nhà tri thức. Đó, thì các bạn nhớ chị cái chi tiết này nhé, là một thầy giáo khổ trường tư. Đó, các bạn nhớ chị phần đấy. Cuộc sống nếu như mà cứ là một cái anh giáo khổ trường tư cứ đi dạy học và mãi mãi như thế đến cuối đời thì có vẻ là cuộc sống sẽ không có chữ vất vả. Nhưng tất cả quan trọng hơn là chị sẽ nói từ nhưng sau đây, đó là Nam Cao sống vào trong cái thời kỳ năm 1935, tức là vào cái thời giai đoạn mà chúng ta đang kháng chiến chống thực dân Pháp. Thế nên là vào cái lúc tưởng chừng như là cuộc sống đang rất là bình yên thì lúc đấy Nhật lại vào Đông Dương xâm lược nước ta. Và chính vì thế và cái trường tư thục này phải đóng cửa và Nam Cao bị mất việc. Đó, thì ở đây Nhật vào Đông Dương. Chị viết tắt từ Đông Dương nhá. Thì lúc này ba nước Đông Dương trong đó có Việt Nam và lúc này thì cái trường tư thục mà anh giáo khổ trường tư tức là Nam Cao của chúng ta đi dạy ở đây đã phải đóng cửa. Nghĩa là cái trường học đóng cửa. Trường học phải đóng cửa đồng nghĩa với việc là Nam Cao của chúng ta như thế nào? Mất việc. Bình thường cuộc sống của một anh giáo khổ trường tư với những ba đồng bạc lương mỗi tháng đã rất là vất vả và khổ sở để có thể sống được ở cái cuộc sống thành thị rồi. Thế nên bây giờ chiến tranh, trường học đóng cửa, mất việc thì các bạn thử tưởng tượng xem cuộc sống của người trí thức này sẽ khổ đến mức độ nào, sẽ bần cùng đến mức độ nào.
Và đến lúc này, khi mà Nam Cao mất việc thì Nam Cao phải sống rất là chật vật và lay lắt bằng nghề viết văn và làm gia sư. Khi mà mất việc ở trường tư thì Nam Cao phải sống chật vật và lay lắt bằng nghề viết văn và làm gia sư. Các bạn thấy đấy, trong khi mà các bạn học đến bài Hầu Trời của Tản Đà thì trong đó Tản Đà có nói một câu, đó là văn chương hạ giới rẻ như bèo. Thế thì cái nghề viết văn này có mang lại cái cuộc sống ổn định cho nhà văn Nam Cao hay không? Thì chúng ta phải có thể khẳng định một câu là không. Bởi vì ông phải rất là chật vật và lay lắt mới có thể sống được bằng cái nghề viết và cái nghề gia sư, tức là đi dạy học cho con nhà người ta, nhưng mà là dạy một kèm một đó. Rồi, nhưng mà cái việc mà dạy gia sư và viết văn cũng chồng chế không được bao lâu, bởi vì các bạn chú ý cái tình trạng này, đó là Nhật vào nước ta, Nhật xâm lược nước ta. Đó, thế nên sau khi mà một cái thời gian mà Nam Cao sinh sống cái kiểu duy trì cuộc sống của mình bằng nghề viết văn và gia sư thì cuối cùng cũng không duy trì được cuộc sống đó, bởi vì nó quá chật vật và lanh lắt, dường như là cuộc sống nó mỏng manh đến cái mức mà hôm nay có thể có bữa ăn nhưng ngày mai có thể không có, không khác gì lão hạc ấy. Đó, dù là cuộc sống của một người nông dân hay là cuộc sống của một nhà trí thức tiểu tư sản nghèo thì nó cũng rất là lay lắt và chật vật để có thể sống được trong cái thời buổi mà Tây Tàu thì nhố nhăng, Nhật thì xâm lược nước ta, Pháp cũng xâm lược nước ta. Các bạn thử tưởng tượng trong cái bối cảnh mà một cổ hai chồng như thế, xã hội thì rất là khó khăn như thế, thì con người rất khó có thể sống, dù là nông dân hay là những người tiểu tư sản, những người trí thức nghèo thì họ rất là khó khăn để có thể sống được. Và càng khó hơn, như các bạn thấy đấy, nếu như thành thị ở một nơi dễ để kiếm tiền thì trong những lúc hoạn nạn thì thành thị cũng là một cái nơi rất là khó để sống. Và dường như cái lúc khó khăn như thế thì họ sẽ bỏ thành thị để về quê. Và ở đây nhà văn Nam Cao của chúng ta cũng thế, cuối cùng thì Nam Cao phải bỏ về quê ăn bám vợ, phải bỏ về quê sống với vợ. Tức là lúc này dường như Nam Cao mất việc không kiếm ra tiền và phải về quê sống với vợ. Đó, các bạn đọc tiểu thuyết Sống Mòn của Nam Cao, dường như đây là một cái cuốn tự thuật về cuộc đời của Nam Cao thực sự luôn. Các em đọc các em sẽ thấy từng chi tiết, từng cái sự kiện, thì các bạn sẽ thấy được rằng cái cuộc đời của anh giáo thú như thế nào, dạy trường khổ trường tư gia làm sao, với những cái đấu tranh tâm lý như thế nào. Và sau khi Pháp xâm, sau khi mà Nhật vào Đông Dương, đất nước của chúng ta rơi vào cảnh một cổ hai chồng, anh ấy thất nghiệp như thế nào, anh ấy về quê sống với vợ ăn bám vợ, và những cái cảm giác đấu tranh mâu thuẫn trong con người Nam Cao như thế nào. Thì cái đấy, tâm trạng, cái cảm xúc đó của người thầy giáo thứ không khác gì Nam Cao. Người ta nói là cái tiểu thuyết Sống Mòn đấy là một cuốn tự thuật về cuộc đời của Nam Cao. Thế nên nếu như các bạn muốn hiểu hơn về Nam Cao, các em cũng có thể đọc cho chị thêm một cuốn tiểu thuyết đấy, các em sẽ hiểu hơn, ok chưa nào? Đó, đấy. Và sau đấy thì vào năm 1000, các bạn chú ý cho chị một cái mốc sự kiện nữa, đó là năm 1943 thì Nam Cao của chúng ta đã tham gia vào Hội Văn hóa Cứu Quốc. Rồi, nhưng mà đối với Nam Cao thì lúc này thì Nam Cao đã tìm đến với cách mạng rồi. Tuy nhiên là với nhà văn Nam Cao của chúng ta thì các bạn chú trọng cho chị cái giai đoạn trước cách mạng, những cái sáng tác trước cách mạng của Nam Cao. Được chưa nào? Còn về sau cách mạng thì Nam Cao cũng có những cái sáng tác rất là tiêu biểu, rất là nổi bật cho trong cái phong trào kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên là khi tìm hiểu về Nam Cao thì các bạn chú trọng cho chị cái giai đoạn trước cách mạng đó. Ok, được chưa nào? Đấy là về cuộc đời của Nam Cao. Và các bạn chú ý vào năm 1951 đây, ở trên này thì các bạn chú ý cho chị cái sự kiện này, là cái năm mà Nam Cao hy sinh. Thì ở đây tại sao chị nói là Nam Cao hy sinh, là bởi vì vào tháng 11 năm 1951 thì khi mà trong cái quá trình công tác thì Nam Cao đã bị giặc Pháp phục kích và bị sát hại. Chính vì thế mà chị nói là Nam Cao đã hy sinh vào tháng 11 năm 1951. Các bạn cũng chú ý cho chị cái điều này một chút xíu ở phần này, năm 1951. Đó là về cuộc đời của nhà văn Nam Cao của chúng ta.
À, rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng chị tìm hiểu một chút xíu xem con người của Nam Cao sẽ như thế nào nhé. Các bạn có muốn tìm hiểu xem rằng là với một cái ngòi bút rất là xuất sắc của chúng ta như thế thì con người của ông như thế nào? Có giống với những cái gì mà nhà văn thể hiện ra trong trong những cái tác phẩm của chúng mình đã đọc hay không? Thì bây giờ các bạn sẽ tìm hiểu với chị luôn. À, chúng mình sẽ tìm hiểu một chút về con người nhé. Xem con người của nhà văn Nam Cao như thế nào, có những cái nét gì nổi bật. Nói về Nam Cao thì chắc chắn rồi, các bạn nhớ cho chị ý thế, đầu tiên như thế này. Tức là Nam Cao là một người rất là nghiêm khắc với bản thân mình. Đó, đầu tiên, ý đầu tiên các bạn nhớ cho chị, đó là một người nghiêm khắc với bản thân, luôn luôn đấu tranh với chính mình, luôn nghiêm khắc với chính mình này. Là một người rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc với chính mình, luôn đấu tranh với chính bản thân mình. Các bạn biết là tự đấu tranh, tự mình đấu tranh với mình để làm gì không? Các bạn thấy rồi đấy, Nam Cao là một tiểu tư sản thì bên cạnh những cái tính cách tốt đẹp thì vẫn có những cái tính cách của một nhà tiểu tư sản, đó là những cái ham muốn rất là bình thường của một người tiểu tư sản. Vậy thì con người của Nam Cao là một người luôn luôn nghiêm khắc để đấu tranh với chính mình để làm gì? À, đấu tranh với chính mình để đè nén những ham muốn, những dục vọng thấp hèn. Đấu tranh với chính mình để đè nén những cái dục vọng, những dục vọng, những ham muốn thấp hèn. Rồi, khi mà đấu tranh với những cái dục vọng đang đang nhen nhóm trong lòng mình như thế này để làm gì? Để vươn đến, để vươn tới những cái cuộc sống cao đẹp, những cái ý tưởng cao đẹp trong cuộc đời, để vươn tới một cuộc sống cao đẹp với những lý tưởng, với những lý tưởng đẹp. Đó, đó là ý đầu tiên, các bạn nhớ cho chị, đó là một con người rất là nghiêm khắc với chính mình, luôn luôn đấu tranh với bản thân mình. Các bạn thử tưởng tượng nhé, chị ví dụ này. Ngày hôm nay các bạn bảo là có hẹn với chị Dương 9 giờ vào họp tác giả Nam Cao, và 9 giờ chiếu một bộ phim mà các bạn yêu thích. Thế bây giờ các bạn sẽ phải đặt ra cái sự lựa chọn giữa việc xem phim và việc học bài. Vậy thì bây giờ một Nam Cao bảo là thôi đi xem phim đi, thì cái xem phim chị ví như là những cái dục vọng và những cái ham muốn bình thường của con người. Và một cái là một Nam Cao nữa bảo là thôi đi học bài đi, thì cái Nam Cao đi học bài kia là cái vươn tới những cái cao đẹp và những cái lý tưởng. Vậy thì ở đây Nam Cao cũng đã đấu tranh như thế, à, đấu tranh với những cái dục vọng rất là bình thường để đè nén nó xuống để chúng ta vươn tới cái cuộc sống cao đẹp và lý tưởng cao đẹp. Đó, thì hôm nay không biết là các bạn có đấu tranh để có thể ngồi vào đây học với chị hay không? Không biết các bạn có đấu tranh với chính mình để làm điều đấy hay không? Rồi, ý thứ hai về Nam Cao, các bạn nhớ cho chị nhá. Nam Cao là một người có tấm lòng đôn hậu. Dường như thì chị thấy là một bất kể một nhà văn nào đều có một cái tấm lòng nhân hậu, đôn hậu, thì họ mới có thể buồn với cái buồn của người khác, rồi vui với cái vui của người khác được. Ok chưa nào? Thì ở đây các bạn chú ý cho chị một điều nữa. Nam Cao là một con người có tấm lòng, là một người có tấm lòng đôn hậu, là một người có tấm lòng đôn hậu này, là một người gắn bó ân tình với quê hương, gắn bó ân tình sâu nặng, ân tình sâu nặng với quê hương. Và chắc chắn rồi, khi nhắc đến quê hương thì các bạn lại nhớ cho chị đó là quê hương của nhà văn Nam Cao, à, là ở đây, đây, huyện Nam San, tỉnh Phủ Lý đúng không? Là một cái vùng quê rất là nghèo. Và với một vùng quê nghèo như thế, khi gắn sâu nặng với quê hương như thế này thì chắc chắn là với một cái tấm lòng đôn hậu, nhà văn Nam Cao của chúng ta cũng gắn với những con người nghèo khổ, cũng gắn với những con người nghèo khổ, những con người nhỏ bé, bị áp bức, bóc lột. Đó, các bạn nhớ chị, và trong trong nhà văn Nam Cao ấy,
khi đọc văn ấy thì chúng ta thấy một điều rằng Nam Cao luôn luôn có cái ám ảnh hình ảnh của người bà ngoại, người mẹ và người vợ của mình. Đó là những người nông dân chân chất, là những người nông dân nghèo khổ. Chị nhớ không nhầm thì trong một cái tác phẩm đời thừa có nhân vật hay là một tác phẩm nào đấy của Nam Cao chị đã từng đọc và chị đang không nhớ rõ, nhưng mà chị nhớ như thế này, có cái chi tiết đó là khi mà Nam Cao đang tính là khi mà ông ấy nhận được cái tiền nhuận bút của mình, và ở đây chị không nói là Nam Cao nhá, chị nói là một nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao, thì khi mà nhận được cái tiền nhuận bút sau khi mà viết ông ấy bán đi và ông ấy có tiền nhuận bút, thì ông ấy đang định đi đánh chén một cái bữa ngon lành, thì trong đầu lại bị ám ảnh tưởng tượng đến hình ảnh người mẹ đang nhai cái miếng cơm nguội và tưởng tượng ra hình ảnh những cái đứa con đang mong ngóng mình về với những món quà trên tay, và cái nhân vật đó lại suy nghĩ, lại rụt rè, lại không ăn cái bữa ăn ngày hôm đó và dành cái số tiền đó để mua quà về cho những cái người thân của mình trong gia đình đó. Và thêm nữa đấy là tiền của mình nhá, nhưng nếu như là tiền của người khác thì cái nhân vật đấy được người khác đãi với những cái bữa ngon rất là thịnh soạn, thì nhân vật đấy khi ăn, khi đặt đũa, khi gắp cái miếng ăn ngon đấy thì cũng lại tưởng tượng đến cái những hình ảnh người bà, người mẹ của mình đang rất là khổ sở, thì tự nhiên lại cũng buồn ngẩn ngơ đó. Thì chúng ta thấy là đúng là phải có một cái tấm lòng vô cùng là nhân ái thì gắn bó sâu nặng với quê hương và những con người nghèo khổ, nhất là với những con người thân thuộc bên cạnh mình, đó là những người bà, người mẹ, người vợ của mình. Thì khi đi vào văn chương thì chúng ta thấy được trong văn chương của Nam Cao cái hình ảnh người phụ nữ nghèo khổ và những đứa con nghèo khổ luôn luôn ám ảnh nhà văn là như thế. Ok chưa nào? Đó, thì các bạn nhớ chị ý thứ hai là như thế này. Rồi, đấy là về con người của nhà văn Nam Cao. Và bây giờ với một tác giả lớn thì chúng ta chắc chắn rồi, phải có cái gì? Quan điểm về nghệ thuật. Họ có những cái quan điểm về nghệ thuật, quan điểm về con người, và chi phối, những cái quan niệm đó sẽ chi phối phong cách sáng tác và cái sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Vậy thì bây giờ các bạn cùng chị vào tìm hiểu phần 4 nhỏ nhá. Xem những cái con người luôn luôn nghiêm khắc với bản thân mình, với một con người luôn luôn có tấm lòng nhân hậu, một người gắn bó sâu nặng với quê hương, với những con người nghèo khổ, thì sẽ có quan niệm văn chương như thế nào. Các bạn tìm hiểu chị phần 4 nhỏ, đó là quan niệm về nghệ thuật. Các em ơi, các em có nhìn rõ không? Tự nhiên chị lại để thấp quá, hay tự nhiên nhìn thấy các em sợ anh không nhìn rõ. Khi nhắc đến Nam Cao có lẽ là các bạn sẽ nhớ đến câu nói này: chao ôi, nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. Có lẽ khi nhắc đến quan niệm về nghệ thuật của Nam Cao, các bạn sẽ nhớ ngay câu nói này. Và câu nói này được trích trong tác phẩm Răng Sáng. Đó, thì chắc chắn là khi nhắc đến quan niệm nghệ thuật của Nam Cao thì các bạn sẽ nhớ ngay đến cái câu nói đó, cái quan niệm đó. Và khi mà đọc cái quan niệm đó thì chắc chắn rồi, nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Thì cái quan niệm này nó khác hoàn toàn so với những nhà văn thuộc khuynh hướng lãng mạn, khác với Nhất Linh, khác với Hoàng Đạo, khác với Khái Hưng, đúng không nào? Và ở đây đối lập hoàn toàn với quan niệm nghệ thuật của những nhà văn theo khuynh hướng lãng mạn. Và chúng ta biết rồi, Nam Cao của chúng ta là một nhà văn hiện thực, phê phán đích thực và thật sự. Và với Nam Cao thì nghệ thuật phải là hiện thực ở đời, phải phản ánh sự thực ở đời. Nhưng cái sự thực này lại phải là cái sự thực được thoát lên, được cất lên từ những cái kiếp lầm than. Ok cho nào? Nó không phải là cái sự thực bình thường, mà nó là cái sự thực phải cất lên từ những cái tiếng nói đau khổ, từ những cái tiếng khóc lầm than của những cái con người nhỏ bé, của những cái con người khổ sở sống trong xã hội. Đó chính là quan niệm của Nam Cao về nghệ thuật. Khi nhắc đến thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ đến đầu tiên. Tuy nhiên là khi mà chúng mình học thì chị sẽ hệ thống cho các bạn thành những gạch đầu dòng để các bạn có thể nhớ một cách hệ thống hơn nhá. Thì đầu tiên các bạn nhớ cho chị điều này. Gạch đầu dòng đầu tiên, khi nhắc đến nghệ thuật, quan niệm của Nam Cao thì trước tiên các bạn nhớ chị, văn chương phải vì con người. Đó, tức là nghệ thuật vị nhân sinh, văn chương vì con người. Vì con người mà nói cái tiếng nói thống khổ, nói cái tiếng nói tố cáo, vì con người. Và cái văn chương này phải là tiếng nói vô cùng là trung thực,
không phải là tiếng nói giả dối, không phải là ánh trăng lừa dối, thì nó sẽ là một cái tiếng nói vô cùng trung thực. Đó. Không, không phải là tiếng nói trung thực, không phải là sự lừa dối. Không phải là sự lừa dối, phù phiếm. Thì các bạn có thể thấy được với gạch đầu dòng này, à, văn chương phải vì con người, văn chương trung thực, không phải là sự lừa dối, không phải là sự phù phiếm. Với cái gạch đầu dòng này chốt lại thì các bạn chỉ có thể nhớ cho chị có thể là à, văn chương à, phản ánh hiện thực xã hội, à, văn chương vị nhân sinh. Đó, thì các bạn có thể nhớ thành các ý chính như thế thì khi mà học ấy thì các bạn đỡ kiểu như là đỡ phải nhớ nhiều ấy. Thì với cái gạch đầu dòng này thì các bạn cũng có thể nhớ thêm cho chị một chút xíu. À, một cái câu nói như thế này: nghệ thuật phải gắn bó với đời sống, nhìn thẳng vào sự thật tàn nhẫn, phải nói lên nỗi khốn khổ cùng quẫn của nhân dân, vì họ mà lên tiếng. À, và cái câu nói này cũng được trích từ tác phẩm Răng Sáng. Ok chưa nào? Thì các bạn có thể nhớ thêm một chút xíu về cái quan niệm đó để khi mà chúng mình bàn luận hoặc là chúng mình đi phân tích thì các bạn cũng có thể trích cái nhận định đó vào. Ok chưa nào? Còn nếu mà nhớ thì các bạn chỉ cần nhớ những cái gạch đầu dòng như thế này thôi thì các bạn sẽ dễ dàng nhớ hơn. Còn cái quan niệm kia, cái đoạn trích dẫn kia thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm và ghi chép lại chẳng hạn. Rồi, ý thứ hai về quan niệm nghệ thuật của Nam Cao, các bạn nhớ chị này, đó là tác phẩm. À, tác phẩm văn học phải có ý nghĩa xã hội rộng lớn và sâu sắc. Một tác phẩm văn học phải có ý nghĩa rộng lớn, phải có ý nghĩa rộng lớn và sâu sắc. Và với cái quan niệm này thì Nam Cao đã có một cái nhận định như sau: một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bằng. Nó làm cho người gần người hơn. À, và nhận định này được trích trong tác phẩm Đời Thừa. Thì khái quát lại cái nhận định chị vừa đọc thì các bạn chỉ cần nhớ là với Nam Cao, quan niệm của Nam Cao một về một tác phẩm văn học thì cái tác phẩm đó phải có ý nghĩa rộng lớn, sâu sắc và có giá trị nhân đạo. Và phải chứa đựng được giá trị nhân đạo. Để cho con người gần người hơn, để cho con người tiến đến những cái gì cao đẹp và tốt đẹp hơn, luôn luôn vươn tới những cái gì cao đẹp và tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là về quan niệm về tác phẩm. Tiếp theo, Nam Cao cũng quan niệm về nhà văn khi viết văn phải có những cái yêu cầu như thế nào. Đó, về nhà văn thì cái người viết văn đó phải là người không ngừng sáng tạo, phải là một người biết sáng tạo và tìm tòi. Nhà văn phải là người luôn luôn tìm tòi và sáng tạo ra những cái điều mới, sáng tạo ra những điều mới mẻ. Thì với ý này thì Nam Cao cũng đã từng phát biểu thành một nhận định như sau. À, đó chính là văn chương không cần đến những người thợ khéo tay. Làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Và cái nhận định này được Nam Cao thể hiện qua tác phẩm Đời Thừa của mình. Đó, thì các bạn chú ý chị về quan niệm về nhà người, về người viết này, về tác phẩm này và về văn chương là phải phản ánh cái sự thực ở đời. Cái quan niệm về văn chương là vị nhân sinh. Ok chưa nào? Thì các bạn nhớ cho chị ba cái gạch đầu dòng như thế này về quan niệm về nghệ thuật của nhà văn Nam Cao. Ok chưa nào? Rồi, đó là về quan niệm nghệ thuật. Và chính cái quan niệm nghệ thuật này đã chi phối đến cái sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao. Thì bây giờ chúng mình sẽ xem với những quan niệm như thế này thì Nam Cao sẽ sáng tác ra những cái tác phẩm như thế nào. Thì các bạn tìm hiểu cho chị mục thứ 5, đó là sự nghiệp sáng tác. Nói về sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao thì chị sẽ có một cái sơ đồ như thế này. Đây, chị sẽ chia ra với sơ đồ như thế này. Nó là sơ đồ thôi nhưng mà chị gạch ra để cho các bạn dễ hình dung. Chị lấy đây là năm 1945, là cách mạng tháng 8.
thì sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là trước năm 1945. Đó, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau năm 1945. Và ở đây chị muốn tập trung nói với các bạn nhiều hơn cả đó là sự nghiệp sáng tác của Nam Cao trước năm 1945, bởi vì đây là những cái sáng tác đỉnh cao. Những cái sáng tác đỉnh cao mà lại tên tuổi cho Nam Cao là vì như thế. Và ở đây chị muốn nói với các bạn nhiều hơn về sự nghiệp sáng tác của Nam Cao trước cách mạng. Vậy thì trước cách mạng thì Nam Cao, sự nghiệp sáng tác của Nam Cao như thế nào? Rồi, thì các bạn đợi chị một chút xíu, chị sẽ lật dở xong này, chị sẽ ghi chép cho các bạn dễ theo dõi nhé. Về sự nghiệp sáng tác của Nam Cao trước cách mạng thì Nam Cao hướng đến hai đề tài chính. Ở đây là trước cách mạng. Trước cách mạng thì Nam Cao có hai đề tài chính, đó chính là thứ nhất, nói về nông thôn và người nông dân. Trước cách mạng, có lẽ là nông thôn và những cái người nông dân này có lẽ là được bắt nguồn từ cái ngôi làng Đại Hoàng, cái ngôi làng rất là nghèo khó của nhà văn Nam Cao là vì thế. Thì cái đề tài viết về nông thôn và nông dân đã trở đi trở lại trong những cái sáng tác của Nam Cao trước cách mạng. Và đề tài thứ hai mà Nam Cao cũng có sáng tác trước năm 1945 đó chính là đề tài về người trí thức nghèo. Người trí thức nghèo, đó là Anh Giáo Khổ Trường Tư Là Thứ, là tác phẩm, là hộ trong tác phẩm Đời Thừa, đúng không nào? Thì đấy, tất cả những cái nhân vật đó là những người trí thức nghèo. Và đây là hai đề tài chủ yếu mà nhà văn Nam Cao sáng tác trước cách mạng. Bây giờ chị em chúng mình sẽ cùng thử đi vào từng đề tài cụ thể xem là trong cái đề tài đó thì nhà văn Nam Cao của chúng ta sáng tác như thế nào nhá. Trước tiên, chị nói trước về đề tài người trí thức đi. Rồi, chúng ta có đề tài về người tri thức nghèo. Nói về người tri thức nghèo thì trước tiên có lẽ là các bạn sẽ có thể nhớ đến một vài tác phẩm, mà có lẽ tác phẩm chị ấn tượng nhất đó là tiểu thuyết Sống Mòn với nhân vật thầy giáo Thứ. Ngoài ra thì các em cũng có thể đọc thêm một số truyện ngắn, đó là Đời Thừa, là Răng Sáng, là Những Chuyện Không Muốn Viết, hay là Nước Mắt. Đó là những cái tác phẩm mà các bạn cũng có thể đọc thêm. Đó là những cái tác phẩm viết về người tri thức. Dụ như Sống Mòn này, Đời Thừa này, hay Răng Sáng. Đó, thì cũng các bạn có thể ngoài Chí Phèo, ngoài Lão Hoặc ra thì cũng có thể đọc thêm một số tác phẩm viết về người tri thức. Ok chưa nào? Vậy thì trong những tác phẩm của Nam Cao viết về người tri thức thì đã thể hiện được điều gì? Thì các bạn chú ý cho chị phần nội dung. Viết về người tri thức nghèo thì Nam Cao thể hiện được cái tấn bi kịch tinh thần của những người tri thức. Thể hiện được cái tấn bi kịch của người tri thức. Và cái tấn bi kịch này là cái tấn bi kịch như thế nào? Đó là một người tri thức có tài năng, có trí tuệ, có hoài bão, nhưng lại bị miếng cơm manh áo, lại bị gánh nặng của đồng tiền đè nén. Chính vì thế mà họ phải chịu trong cái cảnh sống mòn, sống đời thừa, trong cảnh sống mòn, trong cảnh sống đời thừa. Với những người có hoài bão, có khát khao để thực hiện được một cái lý tưởng sống cao đẹp, nhưng cái lý tưởng sống cao đẹp đấy lại bị miếng cơm manh áo, bị gánh nặng của đồng tiền đè bẹp, khiến cho họ không thể thực hiện được cái hoài bão của mình. Họ phải bắt buộc lựa chọn một trong hai. Một là miếng cơm manh áo, cái cuộc sống hàng ngày, cái cuộc sống mưu sinh.
Và cái thứ hai mà họ phải lựa chọn đó là theo đuổi hoài bão, theo đuổi ước mơ của mình. Và họ phải lựa chọn một trong hai cái điều đấy. Chính vì thế, đấy chính là cái tấn bi kịch của người tri thức nghèo. Họ luôn luôn phải đấu tranh với chính mình để xem rằng là mình phải lựa chọn, à, mình lựa chọn đi theo hoài bão, đi theo cái sự nghiệp, cái khát vọng của mình, hay là đi theo cái tiếng gọi của, thật ra không phải tiếng gọi mà cái sự bắt buộc của cái bắt buộc của miếng cơm manh áo hàng ngày đè họ xuống, bắt họ phải kiếm tiền. Thì ở đây chị sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ trong cái tác phẩm rất là nổi tiếng của Nam Cao như thế này, đó là nhân vật Hộ trong tác phẩm Đời Thừa. Thì chúng ta biết tác phẩm nhân vật Hộ này là một cái nhà văn tài năng, một nhà văn rất là tâm huyết với nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên thì anh đã từng có cái ước mơ là viết được một cái tác phẩm mà có thể được dịch ra nhiều thứ tiếng, được tất cả các bạn bè năm châu trên các nước biết đến. Đó, thì các bạn thấy được cái hoài bão của nhân vật Hộ này rất là lớn. Phải sáng tác được một tác phẩm kinh điển, có thể đạt được cái giải Nobel, được tất cả các nước có thể biết đến, có thể được dịch ra tất cả các thứ tiếng để tất cả các bạn đọc trên các nước biết đến. Với một cái hoài bão như thế, mong rằng là nhân vật Hộ sẽ có thể thực hiện được. Nhưng nhân vật Hộ của chúng ta thì đã không thực hiện được điều đó, bởi vì rơi vào cái tấn bi kịch miếng cơm manh áo đè nén. Thì từ lúc mà nhân vật Hộ của chúng ta gặp mẹ con Từ, kêu mang mẹ con Từ, thì từ đấy dường như cái cuộc sống miếng cơm manh áo không còn chỉ là lo cho một người mà lo cho cả một gia đình nheo nhóc. Thì cái gánh nặng của gia đình, gánh nặng của đồng tiền đè nén vào cái đôi vai gầy của nhân vật Hộ này, khiến cho Hộ phải đấu tranh. À, anh Hộ này anh ấy đấu tranh là bởi vì bây giờ trong con người tôi có hai con người đấu tranh. Một là tôi đi theo hoài bão khát vọng, không lo cho gia đình nữa, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không làm tròn trách nhiệm của một người cha, mà tôi thực hiện cái hoài bão của mình, đó là sáng tác ra một cái tác phẩm văn học kinh điển để có thể dịch ra được nhiều thứ tiếng, mọi người có thể biết đến. Hay là bây giờ nếu như tôi đi theo khát vọng thì tôi không thể làm tròn trách nhiệm đối với vợ con. Nhưng Hộ đã chọn đó là làm tròn trách nhiệm với vợ con bằng cách nào? Thì Hộ không thể nào mà có thể viết được một cái tác phẩm kinh điển như thế nữa. Hộ viết dường như là viết để bán. Thế nên những tác phẩm của nhân vật Hộ viết ra khi đọc lại, anh ta vò nát, anh ta cảm thấy mình đang viết cái gì đây? Mình đang viết những cái thứ thật là vớ vẩn. Và những cái thứ này mà cũng gọi là văn sao? Đó, thì trong nhân vật Hộ luôn luôn có cái sự đấu tranh giữa cái khát khao, cái hoài bão của mình, và một bên là đấu tranh ở cái miếng cơm manh áo. Và đấy chính là tấn bi kịch của những người trí thức nghèo sống trong xã hội đó, sống trong xã hội ta, cái giai đoạn mà bị thực dân Pháp xâm lược là như thế. Thông qua cái nhân vật Hộ đó thì chị hy vọng rằng là các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nhà văn Nam Cao của chúng ta. Thì dường như Nam Cao cũng như nhân vật Hộ vậy, cũng là một người trí thức, cũng là một người luôn luôn đấu tranh, là một người rất là nghiêm khắc với chính mình, luôn luôn đấu tranh để vươn lên những cái gì tốt đẹp, à, với những cái dục vọng mà đời thường, với miếng cơm manh áo đời thường, và luôn luôn đấu tranh như thế để vươn đến một cái khát vọng, một cuộc sống, một cái lý tưởng rất là cao đẹp. Đó, thì ở đây các bạn hiểu rồi chị. Với về đề tài người trí thức thì Nam Cao tập trung khai thác cái tấn bi kịch, đó là cái sự mâu thuẫn, cái sự giằng xé trong tâm trạng của nhân vật trí thức. Một bên là hoài bão khát vọng tài năng, và một bên là miếng cơm manh áo. Bây giờ ở giữa biết đi theo cái gì? Bây giờ tôi chỉ được chọn một trong hai, bởi vì không thể nào mà có thể làm hai điều một lúc. Tôi không thể vừa là một người chồng, một người cha có trách nhiệm, lại vừa là một nhà văn tài năng và tâm huyết. Tôi không thể làm được điều đó. Tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Và chính cái việc phải lựa chọn một trong hai đã dẫn đến cái bi kịch, cái sự giằng xé trong tâm trạng của người trí thức. Đó chính là tấn bi kịch. Rồi, thứ hai là chúng ta thấy được trong những cái tác phẩm này thì Nam Cao có diễn tả hết sức chân thực cái tình cảnh nghèo khổ của những nhà trí thức. Thì cái này cũng giống đề tài viết về những người nông dân thôi. À, ngoài tấn bi kịch của họ ra thì chúng ta còn thấy được cái cuộc sống của họ nữa. Cuộc sống rất là khổ sở và vất vả. Tưởng rằng so với người nông dân thì người trí thức sẽ sướng hơn chăng? Nhưng mà có lẽ là không.
mỗi người có một cái nỗi khổ riêng và ai cũng bị cái miếng cơm manh áo đè sát đất. Trong cái tình cảnh đất nước rơi vào cảnh một cổ hai chồng, cuộc sống rất là vất vả khó khăn, thì không những là người nông dân mà người tiểu tư sản, những cái người tri thức nghèo này, cuộc sống của họ cũng vô cùng là khổ sở và vất vả. Đó, thì thông qua những tác phẩm này, nhà văn Nam Cao cũng đã tái hiện rất là chân thực cái cuộc sống của những nhà tri thức nghèo là như thế. Đó. Và chắc chắn rồi, từ đó thì cũng sẽ nói lên một cái tiếng nói tố cáo xã hội. Ok chưa nào? Đó. Rồi, thêm một điều nữa. À, ý thứ ba mà trong những cái tác phẩm viết về đề tài người trí thức thì có lẽ Nam Cao cũng cho chúng ta thấy được cái sự đấu tranh. Cái sự đấu tranh kiên trì của người trí thức nghèo trước những cái sự cám dỗ, những cái sự cám dỗ ích kỷ để có thể vươn tới được cái cuộc sống lý tưởng. Chúng ta thấy được cái sự đấu tranh để vươn tới, đấu tranh để đè nén những cái dục vọng, những cái ham muốn tầm thường để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Đó, thì ở phần này chúng ta lại gặp lại đúng chính xác ở đây. Cái nội dung này chúng ta gặp lại chính xác là con người của Nam Cao ở đây. Là một người luôn luôn nghiêm khắc với chính mình, luôn luôn đấu tranh với chính mình để đè nén những cái dục vọng đời thường, để có thể vươn tới một cái cuộc sống với những cái lý tưởng sống cao đẹp là như thế. Đó, đó là viết về đề tài người tri thức nghèo. Và một đề tài nữa không thể không kể đến, à, đó chính là về người nông dân. Và người nông dân thì chắc chắn rồi, sau khi học xong tác giả Nam Cao thì chúng mình sẽ tìm hiểu ngay, đó là tác phẩm Chí Phèo. Và Chí Phèo ở đây là đại diện cho những cái người nông dân của đất nước ta trong cái giai đoạn mà thực dân Pháp xâm lược. Họ rơi vào cái tình cảnh bần cùng hóa rồi thì phải tha hóa sống, nhưng mà sống trong cái nốt của con quỷ. Đến khi muốn sống để làm một cái người lương thiện bình thường thì họ phải chết đi, chết để sống, còn sống thì sống như một con quỷ. Đó là nói về đề tài người nông dân. Thì đây, chị có cái sao thứ hai. Chúng mình sẽ cùng nhau nói một chút xíu về đề tài người nông dân trong những cái tác phẩm của Nam Cao nhé. Rồi, về người nông dân trong cái tác phẩm của Nam Cao thì có lẽ là các bạn đã gặp nhiều hơn, bởi vì các bạn đã học Lão Hạc rồi. Các bạn đã học mà, và tiếp đây thì các bạn sẽ học thêm một tác phẩm nữa là tác phẩm Chí Phèo. Thì dường như khi nhắc đến đề tài người nông dân trong những cái tác phẩm của Nam Cao thì có lẽ sẽ gần gũi hơn với các em. Thì có thể chị có thể kể tên, ngoài Lão Hạc, ngoài Chí Phèo ra thì các bạn cũng có thể kể thêm, đọc thêm một số tác phẩm như là Một Bữa No này, Tư Cách Mõ này, hay là Dì Hảo này. Đó, hay là Trẻ Con Không Ăn Thịt Chó. Đó là một vài những cái tác phẩm rất là tiêu biểu viết về người nông dân của Nam Cao. Thì các em cũng có thể đọc. Còn những cái tác phẩm này thể hiện điều gì thì các bạn chú ý chị ngạch đầu dòng sau. Và các bạn chú ý những ngạch đầu dòng này nhé, để khi mà chúng mình học tác phẩm Chí Phèo xem rằng những cái điều này có đúng với tác phẩm Chí Phèo hay không các em nhé. Rồi, với những cái tác phẩm mà các bạn có thể tìm đọc thêm, đó là Lão Hạc học rồi này, Chí Phèo chuẩn bị học này, có thể đọc thêm Một Bữa No này, chị viết tắt nhá, đó, vân vân, một vài tác phẩm khác nữa. Và những tác phẩm viết về người nông dân thì sẽ phản ánh điều gì? Trước tiên, chắc chắn rồi, bởi vì với một quan niệm văn chương thì phải trung thực, văn chương phải phản ánh sự thực ở đời. Thế nên đầu tiên thì chúng ta cũng thấy là trong những cái tác phẩm viết về nông dân và nông thôn thì Nam Cao cũng đã phản ánh rất là chân thực về bức tranh làng quê nông thôn trước cách mạng tháng 8. Trước tiên này, phản ánh chân thực cuộc sống nông thôn trước cách mạng tháng 8. Nhưng khi nhắc đến nông thôn trong những tác phẩm của Nam Cao thì ở đây chị có một cái so sánh. So với Ngô Tất Tố, so với Nguyễn Công Hoan thì chúng ta thấy được với những cái tác phẩm của Vũ Trọng Phụng hay Nguyễn Công Hoan thì cũng viết về đề tài người nông dân. Họ cũng viết rất là xuất sắc đấy. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là nông thôn của Ngô Tất Tố dường như nó náo nhiệt hơn, với những cái tiếng thốc trúng, những cái tiếng thốc của những cái tên cường hào, những cái tên lý trưởng, rồi tiếng trống của cái việc thúc
đánh để có thể là những tiếng đánh đập, những tiếng gào thét của những cái kỳ nộp siêu thuế. Đó là cái hình ảnh nông thôn trong tác phẩm của Ngô Tất Tố. Nhưng mà hình ảnh nông thôn của Nam Cao thì lại không như thế các em ạ. Hình ảnh nông thôn của Nam Cao thì chúng ta thấy đúng một, nó là một cái chữ nghèo. Cái nghèo này nó nghèo sát, nghèo sơ các em ạ. Nó nghèo sát, nghèo sơ và nó tĩnh lặng vô cùng. Dường như họ chẳng còn tiền mà đóng thuế nữa. Họ cũng chẳng thúc thuế, thúc siêu để làm gì. Bởi vì dường như bây giờ họ nghèo quá rồi. Vườn tược thì xác xơ. Thì các bạn có thể thấy được cái khung cảnh vườn của Lão Hoạc đấy, rất là xác xơ, chẳng có gì để ăn, phải đào cả củ chuối, tất cả mọi thứ. Dường như họ rất là nghèo. Và cái không gian nông thôn trong cái tác phẩm của Nam Cao ấy dường như rất là tĩnh lặng các em ạ. Tĩnh lặng, không hề có tiếng động. Ở đây thì các bạn đọc ngay cái đoạn đầu tiên của tác phẩm Thì Chí Phèo thì các em thấy ngay được không gian nông thôn của Nam Cao nó khác so với không gian của Ngô Tất Tố hay là Nguyễn Công Hoan. Thì giống như là cả một cái làng vũ đại chìm trong cái sự yên tĩnh, và chỉ có duy nhất cái tiếng chửi của Chí Phèo, chửi cha cái thằng nào đẻ ra hắn, chửi trời chửi đất đó, chỉ có tiếng chửi duy nhất của tên Chí Phèo. Và đáp lại tiếng chửi đấy là tiếng của những con chó sủa, không hề có tiếng nói của con người. Thì chúng ta thấy được cái sự tĩnh lặng vô cùng. Và chính cái sự tĩnh lặng này làm cho cái bức tranh nông thôn này càng trở nên nghèo hơn, sơ sát hơn. Được chưa nào? Đấy là về hình ảnh nông thôn trong cái tác phẩm của Nam Cao mà chị muốn chú ý với các bạn là như thế. Rồi, ý thứ hai thì với Nam Cao khi viết về đề tài nông thôn và người nông dân thì Nam Cao luôn luôn quan tâm đến những cái con người nhỏ bé bị ức hiếp, bị xô đẩy vào đường cùng. Những cái con người Nam Cao quan tâm về những cái con người nhỏ bé luôn bị ức hiếp, lâm vào cảnh đường cùng. Thì ở đây Chí Phèo của chúng ta cũng là một con người nhỏ bé đấy chứ. Trước đấy anh ta là một con người nhỏ bé bị ức hiếp, đúng không? Đúng, là bởi vì sao? Anh ấy sinh ra ấy chẳng có cha. Anh ấy không cha không mẹ. Thật ra là không có, chắc chắn là có thì mới có anh đấy. Nhưng anh ấy chẳng biết cha mẹ anh đấy là ai. Anh ấy bị bỏ hoang ngoài cái lò gạch. Sau đó thì được nhận nuôi. Sau đó thì được một cái anh đi đánh bắt luôn nhìn thấy trong cái cảnh tím ngắt người như thế. Sau đó thì được dân làng truyền tay nhau nuôi lớn. Đến khi 20 tuổi lớn lên thì đi làm canh điền cho nhà Lý Kiến. Lúc này thì không gọi là Bá Kiến mà chỉ gọi là Lý Kiến thôi. Bởi vì lúc đấy Lý Kiến mới chỉ làm lý trưởng thôi, chưa được làm cụ bá. Thế gọi người ta gọi là Lý Kiến. Đi làm canh điền rất là Lý Kiến. Thì làm canh điền, làm thuê lấy công, thì bị ức hiếp đến cái mức mà bị vợ của Lý Kiến, tức là bà Ba, sai làm gì? Sai bóp chân. Đấy là những cái sự bị ức hiếp, những con người nhỏ bé bị ức hiếp. Sau khi mà bị ức hiếp rồi, bị Bá Kiến ghen, đẩy vào cái nhà tù thực dân. Và sau quá trình bị đẩy vào nhà tù đấy thì đã cho ra đời một anh Chí hoàn toàn khác. Một anh Chí dường như chúng ta không thể nhận ra nữa. Đó là với những cái vết xăm sổ đầy thân, đầy tay, rồi là mặc cái áo tây màu vàng, cái quần nái đen, dường như rất là lạ lùng, cái mặt thì căng căng, tất cả mọi thứ, một anh Chí hoàn toàn khác. Và những con người lâm vào đường cùng, những con người nhỏ bé lâm vào đường cùng như thế này. Nhưng mà Nam Cao lại vô cùng để ý những con người này, tập trung vào con người này để làm gì? Để bênh vực họ. Đó, để bênh vực. Để bênh vực những cái con người nhỏ bé đó, đòi quyền sống cho họ. Đó, thì các bạn chú ý cho chị ý thứ hai là như thế. Rồi, tiếp thứ ba, đó là thông qua đó thì, thông qua cái này, thì Nam Cao của chúng ta cũng tố cáo xã hội thực dân phong kiến. Ok chưa nào? Và có lẽ các bạn nhớ thêm cho chị một cái ý thứ tư này nữa này. Đó chính là, ngoài ba cái ý này, thì trong những cái tác phẩm viết về người nông dân,
của Nam Cao, có cái tác phẩm mà trẻ con không ăn được thịt chó ấy. Thì ở đây thì Nam Cao cũng đã có cái sự phê phán những cái thói hư tật xấu của những người nông dân. Tức là vừa Nam Cao vừa bênh vực, vừa tố cáo xã hội khiến cho những cái người nông dân nhỏ bé bị ức hiếp này, lâm vào cảnh đường cùng này. Thì Nam Cao cũng có tố cáo, cũng có vạch trần. Chị xin lỗi nhé, chị đoạn này nó hơi xấu một chút. Cũng vạch trần những cái thói hư tật xấu. Những cái thói hư tật xấu của người nông dân. Và ở đây thì chúng ta thấy một điều có lẽ là rất rất mới này, rất mới ở Nam Cao nhá, là bởi vì ở đây con người của chúng ta luôn tồn tại giữa cái thiện và cái ác. Trong một con người luôn luôn có cái thiện, có cái ác, có cái tốt và có cái xấu. Và mãi đến cái sau năm 1975, khi quan niệm văn học của chúng ta là khai thác con người cá nhân với những cái rồng phượng và rắn rết, thì ở đây cái quan niệm này là của Nguyễn Minh Châu. Mãi sau năm 1945 thì chúng ta mới có một cái quan niệm chính thức là viết về con người với những cái sự tốt đẹp và xấu xa, nó đan lẫn trong một cái con người đó. Thì ở đây thì chúng ta đã thấy được rằng là Nam Cao trước năm 1945 thì chúng ta đã thấy có cái sự manh nha rồi. Tức là trong những người nông dân đấy, họ có những cái phẩm chất rất là tốt đẹp. Khi mà họ lâm vào đường cùng thì họ vẫn khao khát được làm người lương thiện. Họ vẫn tiềm ẩn trong họ những cái khao khát ước mơ trái bỏng một anh canh điển ngày xưa. Nam Cao trân trọng đề cao những cái phẩm chất tốt đẹp của người nông dân như thế. Nhưng bên cạnh đó thì chính những cái người nông dân đó vẫn có những cái xấu ở trong cái bản thân họ. Tức là một con người không bao giờ có sự thống nhất. Nếu như các bạn học về văn học thời kỳ kháng chiến thì các bạn thấy văn học thời kỳ kháng chiến họ là một cái gì đấy rất là vĩ đại, họ là một cái gì đấy đẹp tuyệt mỹ, họ là một cái đấng mà chúng ta luôn luôn ca tụng và ca ngợi. Họ đẹp mỹ mãn, họ không có một cái dấu tích nào của cái sự xấu xa cả. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu trước cách mạng hay là sau năm 1975, khi quan niệm văn học thay đổi, khi quan niệm văn học, khi các nhà sáng tác nhìn con người và cuộc sống bằng một con mắt khác, và ở đây quan niệm văn học thay đổi, thì chúng ta thấy được con người cá nhân không hề thống nhất, mà ở trong con người đó là cái sự tồn tại đan cài giữa xấu và ác, giữa cái thiện và cái ác. Cái đó là cái ranh giới, họ luôn luôn chấp chới giữa một bên thiện một bên ác. Con người luôn tồn tại song hành điều đó. Và chị tin chắc một điều rằng trong bản thân chị, trong bản thân các em đều có điều đó. Sẽ có cái thiện và cái ác. Một lúc nào đấy các em tự nhiên sao tự nhiên thấy bản thân mình xấu xa đến cái mức như thế? Sao tự nhiên bản thân mình có thể làm ra được những điều đấy? Thì đó chính là những cái ác, những cái xấu đang tồn tại trong các bạn. Thì đấy là mãi về sau này, quan niệm năm 1945, chúng mình đọc Nguyễn Minh Châu, đọc Nguyễn Huy Tưởng, đọc nhà văn Dương Hướng, thì các em có thể thấy được là con người tồn tại giữa rồng phượng và rắn rết, nó đan cài như vậy. Nhưng chúng ta ở đây thấy một cái điều rất mới ở Nam Cao đây này. Đó là trước năm 1945 thì chúng ta đã thấy được là đã có một cái sự manh nha rồi, nhưng nó chưa phát biểu thành quan niệm thôi. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã thấy được rằng là với Nam Cao thì con người cũng không thuần nhất, vẫn tồn tại giữa cái xấu và cái tốt. Ông trân trọng những cái phẩm chất tốt đẹp của người nông dân. Nhưng mà cái người nông dân đó không phải là chỉ có những cái phẩm chất tốt đẹp không, mà những người nông dân đó còn có những cái thói hư tật xấu. Và trong những cái tác phẩm của Nam Cao thì Nam Cao cũng đã tố cáo và vạch trần những cái thói hư tật xấu của chính những cái người nông dân đó các em ạ. Đó, thì các em nhớ thêm cho chị một cái ý thứ tư này về những cái tác phẩm của Nam Cao khi viết về người nông dân, được chưa nào? Các em ơi, các em phần này các em hiểu chưa nào? Các em hiểu không? Đó, thì đấy là chị muốn nói với các bạn về sự nghiệp sáng tác của Nam Cao trước cách mạng. Còn về sự nghiệp sáng tác của Nam Cao sau cách mạng thì có lẽ các bạn chỉ cần nhớ cho chị một ý, đó chính là Nam Cao cũng là một cây bút vô cùng tiêu biểu của giai đoạn văn học chống Pháp, với tác phẩm tiêu biểu đó là Nhật ký ở rừng. Thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thử đọc xem là Nam Cao của chúng ta trước cách mạng với những cái tác phẩm viết về người nông dân, viết về người trí thức với quan niệm văn chương như thế, thì sau cách mạng sau khi được đổi mới, sau khi được đổi mới văn học cũng là một cái ngòi bút, chị xin lỗi, văn học bây giờ cũng chính là
một cái vũ khí để đấu tranh, để có thể phục vụ cho kháng chiến. Thì liệu rằng vừa cái quan điểm chung của cả dân tộc ta lúc bấy giờ thì Nam Cao có cách viết khác, có cách nhìn khác hay không? Thì các em cũng có thể tìm đọc để có thể so sánh với hai giai đoạn sáng tác thì Nam Cao của chúng ta có thay đổi quan niệm về nghệ thuật hay không? Thì các em cũng có thể đọc để so sánh được chưa nào? Có rất là nhiều tác giả trước cách mạng với những cái sáng tác tuyệt vời, tuyệt đỉnh. Nhưng mà sau cách mạng, sau khi mà giác ngộ cách mạng đi theo cái đường lối chính trị của mặt trận văn hóa ấy, tức là năm 1943 là cái mặt trận văn hóa ra một cái chỉ thị, đảng của chúng ta ra một cái chỉ thị, đó chính là văn học cũng trở thành một cái vũ khí để phục vụ cách mạng, nói cái tiếng nói đấu tranh để cổ vũ, để truyền những cái thông tin cách mạng. Thì dường như là có một vài những cái tác giả sáng tác từng rất là tiêu biểu của cái giai đoạn trước cách mạng, nhưng sau cách mạng thì họ không còn những cái tác phẩm tiêu biểu nữa. Ví dụ như một vài tác giả nhá, chị có thể lấy ví dụ này, ví dụ như Xuân Diệu chẳng hạn, là một cái tác giả sáng tác trước cách mạng với những tác giả vô cùng là nổi bật, là một nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới, để lại cho sự nghiệp văn học, để lại cho chúng ta những cái bài thơ vô cùng là sâu sắc. Nhưng đấy là sự nghiệp của sáng tác của Xuân Diệu trước 1945. Nhưng sau 1945 thì dường như là những cái tác phẩm của Xuân Diệu chúng ta không thấy nữa. Có, nhưng mà dường như nó không nổi bật và nó không làm nên tên tuổi của ông. Đó, thì chúng ta thấy được rằng là so sánh hai giai đoạn sáng tác của một nhà văn cũng rất là thú vị là như thế. Còn có một nhà văn sau cách mạng thì vẫn giữ được cái phong độ, có thể là phát triển hơn, có thể ghi mang lại cái tiếng nói và cái gọi là, chị nói là cái tên tuổi của mình, thì có lẽ các bạn sẽ nhắc đến Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân cũng chia làm hai giai đoạn sáng tác em ạ, trước và sau cách mạng. Và trước cách mạng thì Nguyễn Tuân là một người theo cái chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa xê dịch. Thì Nguyễn Tuân sáng tác những Nguyễn Tuân là một người, các bạn nhớ tập Vang Bóng Một Thời, ngay từ cái tên thôi thì chúng ta cũng thấy được là Nguyễn Tuân nhìn về một cái thời quá khứ, đúng không? Nhìn về một cái thời quá khứ đã qua. Thì trước cách mạng thì Nguyễn Tuân sáng tác truyện ngắn. Nhưng sau đấy thì sau cách mạng, sau khi giác ngộ cách mạng, sau khi tìm đến một cái vùng đất mới để khai thác, đó là Tây Bắc, thì Nguyễn Tuân đã tìm đến với cái thể loại đó là tùy bút. Và dường như lúc này Nguyễn Tuân dường như tìm được chính con người mình. Và lúc này thì dường như ngòi bút của Nguyễn Tuân bắt đầu sung mãn nhất. Và Nguyễn Tuân đã thực sự với cái thể loại tùy bút, bút ký, thì Nguyễn Tuân đã mang lại cái tên tuổi cho mình. Đó, thì dường như là chúng ta thấy được với mỗi một nhà văn, với mỗi một nhà thơ, với những cái sự nghiệp sáng tác chia thành các giai đoạn, thì các bạn cũng có thể tìm hiểu các giai đoạn sáng tác khác nhau, thì sẽ có những cái quan điểm nghệ thuật khác nhau được chi phối, và lúc đấy thì sẽ có những cái ảnh hưởng khác nhau. Ok chưa nào? Thì các bạn ở đây, chị ví dụ như thế để các em có thể thấy rằng là so sánh những cái giai đoạn sáng tác khác nhau để chúng mình thấy được xem cái quan niệm về văn chương và nghệ thuật của tác giả đó có còn thống nhất nữa hay không. Và khi mà làm nghị luận văn học ấy, thì các bạn cũng có thể có thêm những cái nguồn kiến thức để các em liên hệ. Cái phần này thì chị nói để các em biết, để các em có thể tự tìm hiểu và có thể tự liên hệ được, và có thể tạo cảm hứng để cho các bạn tự học, tự tìm đọc, để có thể dường như các bạn sẽ cảm thấy thú vị ở một điều nào đấy. Xem rằng Nam Cao sau cách mạng thì có còn như trước cách mạng hay không, có còn viết hay như trước cách mạng hay không, và kiểu cảm giác các em tò mò ấy, và cũng đấy các em sẽ tìm đọc với nó chẳng hạn. Đó, thì đó là về Nam Cao sau cách mạng. Tuy nhiên thì ở đây, khi mà học về Nam Cao trong chương trình nhà trường, thì chị muốn nhấn mạnh với các bạn đó là chúng mình sẽ tìm hiểu cái giai đoạn sáng tác của Nam Cao trước cách mạng với hai đề tài nổi bật, đó là về người tri thức nghèo và người nông dân, và đề tài về nông thôn. Ok chưa nào? Đó, thì các bạn nhớ cho chị hai cái phần này. Đó, người tri thức nghèo và người nông dân là như thế. Và ở đây chúng ta tìm hiểu thêm một chút xíu nữa nhá. Cái phần này với mỗi một tác giả thì không thể quên được. Ở đây thì chị thấy các bạn có ở sao ít người xem thế các em ạ. Dù ít hay nhiều thì chị em mình nếu như đã ngồi học thì sẽ chiến đấu đến cùng. Như chị nói rồi đấy, những người ngồi học đến cùng, kiên trì đến cùng, chị tin họ sẽ thành công và các em sẽ thành công. Ok thế nào? Rồi, ở đây là đến mục thứ mấy nhá các em nhỉ? Để chị xem lại nhá. Ở đây mình mục thứ 5 rồi, thì là chị sẽ có mục thứ 6. Mục thứ 6 thì chị sẽ tìm hiểu một chút xíu về phong cách sáng tác của Nam Cao.
Ở đây nói về phong cách sáng tác, nhiều khi chị nghĩ rằng các bạn cũng sẽ đặt ra một câu hỏi là phong cách sáng tác là gì? Tại sao phải tìm hiểu phong cách sáng tác? Thì ở đây khi mà đi tìm hiểu lý luận văn học ấy thì các bạn sẽ thấy một điều rằng cái phong cách sáng tác này các bạn chỉ cần nhớ cho chị thôi. Các bạn chỉ cần nhớ cho chị một cái này. Đó chính là cái riêng. Cái riêng này thì chỉ có ở nhà văn đó, ở nhà thơ đó mới có. Và bởi vì họ chỉ vì chính họ mới có, thế nên mới tạo ra phong cách cho họ. Thì các bạn nếu như mà cảm thấy không hiểu phong cách sáng tác trong văn học là gì thì các bạn nhớ ngay cho chị sang thời trang. Một người có phong cách, một người có gu ăn mặc thì chắc chắn là một người đấy rất là khác biệt. Người ấy ăn mặc khác với người khác thì ở đây cũng vậy. Các bạn bảo là ô, cái chị kia có cái phong cách ngầu thế. Thì cái phong cách ngầu đấy là cái phong cách riêng của chị đấy tạo lên cái cách ăn mặc đó. Thì ở đây chị cũng nói thêm cho các bạn một chút xíu, tức là khi nói về phong cách sáng tác, tức là cái riêng của ở tác giả đó mới có và tạo nên cái phong cách của họ. Và cái phong cách này được thể hiện qua hai khía cạnh, đó là về mặt nội dung và cái thứ hai là về mặt nghệ thuật đó. Văn học thì nếu như nhiều khi các bạn cứ cảm thấy khó quá ấy, thì các bạn cứ triển khai theo hai hướng này cho chị thì sẽ không bao giờ sai cả, tức là đi theo nội dung và nghệ thuật sẽ không bao giờ sai. Các em cứ chia ra, nội dung có gì, nghệ thuật có gì, các em triển khai hết cho chị. Thế là được, chẳng bao giờ sai và cũng chẳng bao giờ sợ thiếu cả. Đó, thì nếu như cảm thấy khó quá thì cái sự riêng này sẽ được thể hiện qua nội dung thể hiện như thế nào, nghệ thuật như ra làm sao. Đó thì các bạn sẽ tìm hiểu qua những khía cạnh này cho chị. Trước tiên thì về phong, đấy là chị nói chung về phong cách sáng tác nhá, của Nam Cao hay của Thạch Lam hay là của bất kể một nhà văn nhà thơ nào khác. Khi chúng mình tìm hiểu thì các bạn cũng nhớ cho chị điều đấy. Phong cách sáng tác là những cái nét riêng chỉ có ở người đấy mới có. Ok chưa nào? Nhưng mà cái riêng này phải được hình thành trong một quá trình. Nói về phong cách sáng tác thì chị nghĩ là chúng mình sẽ có một cái buổi nào đó để chị em mình trao đổi riêng về lý luận văn học với phong cách sáng tác để các bạn sẽ hiểu hơn phong cách sáng tác này từ đâu mà có, tại sao lại có phong cách sáng tác. Thì ở đây lại quay lại một chút về quan niệm về văn học này. Quan niệm về văn học, quan niệm về nghệ thuật, quan niệm về con người. Thì chút này chị nói qua xíu xíu về lý luận văn học thôi. Tức là với những cái quan niệm về con người, quan niệm về văn học, quan niệm về nghệ thuật này, tức cái quan niệm của một cái nhà văn sẽ chi phối đến phong cách sáng tác của họ. Chị lấy ví dụ nhá. Với Vũ Trọng Phụng đi chẳng hạn. Thì Vũ Trọng Phụng sống trong một cái xã hội đó là ở cái phố Hàng Bạc. Ông chứng kiến tất cả mọi cái lố lăng lố bịch của cái tầng lớp tư sản, cái thời lố lăng Tây Tàu như vậy. Và ông cho rằng là con người là một cái thứ lố lăng, họ rất là lố bịch, sống một đời rất là chó đều. Chính vì thế mà trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng thì các bạn thấy là con người trong những sáng tác của Vũ Trọng Phụng chúng ta thấy là dường như Vũ Trọng Phụng đang ném vào cái tiếng chửi và những cái con người đó, đúng không nào? Còn với Thạch Lam thì khác, ông quan niệm rằng là văn chương đúng là sự thực ở đời, viết về những cái ông ấy từng trải, ông ấy từng qua, nhưng mà những cái sự thực phũ phàng đó Thạch Lam lại không khai thác những cái phũ phàng đó. Thạch Lam lại khai thác những cái sự trong sáng, những cái vẻ đẹp ẩn sâu trong trong những cái phũ phàng đó. Thì chúng ta thấy như chị kể câu chuyện hôm qua, đó là nhân vật Liên và nhân vật Huệ, là hai cô gái đúng làm nghề điếm, bán thân nuôi miệng. Nhưng khi mà đọc tác phẩm của Thạch Lam thì chúng ta không thấy họ xấu xa, chúng ta không thấy họ lố bịch, không thấy họ lố lăng, mà chúng ta chỉ thấy thương cảm cho hai cái nhân vật này thôi. Đó, thì chính cái quan niệm về con người, quan niệm về văn học và quan niệm về nghệ thuật đã chi phối đến cái phong cách sáng tác. Và cái phong cách sáng tác này khiến cho cái nhà văn, cái người sáng tác này lại chi phối đến phần nội dung và nghệ thuật và cho chúng ta thấy một cái sự rất là khác biệt. Để khi chúng ta đọc Thạch Lam, chúng ta thấy cái này là của Thạch Lam này. Đọc cái này chúng ta biết là của Vũ Trọng Phụng, đọc cái này là chúng ta biết của Nam Cao và chúng ta sẽ không nhầm lẫn giữa các tác giả là như thế. Đấy là chị nói thêm một chút xíu về phong cách sáng tác nói chung. Còn bây giờ nói về riêng nhá, nói riêng nhá, thì Nam Cao các bạn chú ý cho chị một chút xíu như thế này. Nam Cao là một người đầu tiên, Nam Cao rất là quan tâm đến đời sống tinh thần của con người. Tức là ngòi bút của Nam Cao tập trung khai thác thế giới nội tâm, khai thác thế giới nội tâm của nhân vật. Trong
Trong Nam Cao chúng ta thấy là nhân vật của Nam Cao ít hành động lắm. Nhân vật của Nam Cao ít hành động. Nhân vật của Nam Cao dường như là sẽ xoáy sâu vào cái tâm trạng, những cái bi kịch, những cái giằng xé trong tâm trạng của nhân vật nhiều hơn. Nhưng mà lại khác, Thạch Lam thì cũng xoáy sâu vào tâm trạng, nhưng mà dường như là cái diễn biến dòng tâm trạng của Thạch Lam nó đều. Còn đối với Nam Cao thì các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy có những cái đoạn cao trào để tạo ra những cái sự mâu thuẫn, tạo tạo cái đỉnh điểm để bộc lộ sâu sắc nhất cái tính cách của nhân vật. Thì đấy là cái phong cách sáng tác của Nam Cao. Nó cũng giống mà nó lại cũng khác, thì các bạn phải thật sự là chú ý tinh tế thì sẽ nhận ra cái điều này. Nam Cao chú trọng vào cái đời sống tinh thần. Tác giả của chúng ta khai thác cái đời sống nội tâm của nhân vật, thì các bạn sẽ thấy ngay bất kể một cái nhân vật nào chúng ta cũng thấy được cái sự giằng xé. Giằng xé trong cái người nông dân nghèo, một cái người cha nghèo là lão Hạc, để lại mảnh vườn để cho con. Họ ông không muốn bán mảnh vườn để lấy tiền ăn, để có thể để duy trì cuộc sống của mình. Ông không làm điều đấy, ông đã giằng xé, ông ấy đã làm mọi cách để sống, đến khi bần cùng không còn cách nào để sống nữa. Thì chắc chắn là giữa cái sống và cái chết họ có sự giằng xé chứ. Trong trong lão Hạc có sự giằng xé, bây giờ tôi phải chọn điều gì? Tôi chọn bán mảnh vườn hay tôi giữ lại mảnh vườn cho đứa con của tôi? Đấy là cái sự giằng xé trong tâm trạng của nhân vật. Và cuối cùng thì nhân vật lão Hạc của chúng ta cái kết là như thế nào thì các bạn cũng biết rồi đúng không nào? Thì lão Hạc của chúng ta đã quyết định giữ lại mảnh vườn cho cái đứa con của mình. Đó, một người cha vô cùng yêu thương con. Đó đó đó. Thì đấy là cái sự giằng xé trong tâm trạng của nhân vật. Và khi học Chí Phèo thì các bạn cũng sẽ thấy được cái sự giằng xé trong nhân vật này. Đó chính là cái khao khát làm người lương thiện, mong muốn làm người lương thiện và sự không thể quay trở về làm người lương thiện của Chí. Chí sau khi mà Chí gặp Thị Nở, Chí bắt đầu thức tỉnh, Chí nhận ra mình đã sang đến bên kia. Mình đã sang đến dốc bên kia của cuộc đời. Cuộc đời của mình đã bắt đầu già, đã bắt đầu yếu và đã bắt đầu cô độc. Bắt đầu thấy sợ. Và chính cái lúc hắn thấy sợ thì hắn lại nhận được cái tình yêu thương. Và tình yêu thương này là một tình yêu thương của một người đàn bà mà xưa nay trước giờ Chí chưa từng có. Đây là người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời của Chí. Đó có thể nó như là người mẹ, đó là người chị, và đó cũng là một người vợ. Thì chính cái lúc mà Chí nhận được cái tình yêu thương của Thị Nở thì Chí dường như là thức tỉnh. Chí nhận ra, anh nhận ra kẻ thù của mình, anh nhận ra chính bản thân mình đã làm những cái điều sai trái, mình đã làm hại bao nhiêu cái gia đình phải tan nát và anh không thể đếm nổi nữa. Và đến bây giờ thì anh muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho anh lương thiện? Đấy, cái sự giằng xé, muốn làm người lương thiện nhưng không thể làm người lương thiện. Vậy thì bây giờ cách giải quyết là sao? Chỉ có cái chết. Và cuối cùng thì Chí đã tìm đến cái chết, giết Bá Kiến, tự sát, kết liễu cuộc đời mình, dãy đành đạch trên vũng máu tươi. Cái chết dường như đã khiến cho các rất là rùng mình. Rồi những nhiều bạn sẽ bảo là tại sao Nam Cao để cho Chí Phèo chết như thế, tại sao không để cho Chí Phèo sống và có thể sống được một cuộc đời của một con người lương thiện. Nhưng các bạn phải hiểu là không thể làm được điều đấy. Đôi khi nhà văn không thể nào mà có thể tùy ý cho nhân vật của mình muốn thế nào thì muốn, bởi vì nhân vật có cái sự chiều kích phát triển theo đúng cái tâm lý tâm trạng của nhân vật. Chí Phèo không thể sống. Nếu như Chí Phèo sống thì Chí Phèo cũng không thể làm người, bởi vì thứ nhất là do cái định kiến xã hội quá sâu sắc khiến Chí không thể quay về với cuộc sống bình thường. Cái định kiến xã hội này được thể hiện qua lời của bà cô Chí Phèo, đó là lấy thằng nào không lấy, tại sao lại lấy cái thằng không cha không mẹ như Chí Phèo? Đó, đấy là cái định kiến đó. Và Thị Nở dường như cũng yêu thương Chí Phèo. Liệu rằng Thị Nở có yêu thương Chí Phèo hay không? Sau khi mà nghe lời bà cô nói như vậy thì Thị Nở cũng quay ngoắt đi và ngã đẩy Chí Phèo ngã rúi ngã rụi và bỏ anh đấy ở đấy. Dường như là Chí Phèo là cái người chìa tay ra đón lấy Chí Phèo, nhưng lại cũng là người dùng đôi bàn tay đấy để đẩy Chí Phèo ra khỏi cuộc sống của loài người. Và khi mà bị Thị Nở cự tuyệt thì dường như Chí lại bắt đầu uống rượu, và lúc này càng uống lại càng tỉnh. Và khi tỉnh thì Chí nhận ra cái bi kịch của cuộc đời mình, và chính cái lúc này là cái sự mâu thuẫn, cái sự giằng xé trong nhân vật này. Chí muốn làm người lương thiện nhưng Chí không thể làm người được nữa, bởi vì định kiến xã hội, bởi vì chính bản thân Chí nhận ra rằng Chí đã phá tan nát bao nhiêu hạnh phúc của gia đình. Và
cái vết tích đó là để lại trên cái khuôn mặt chằng chịt những cái vết sẹo. Và những cái vết sẹo đấy thì không bao giờ xóa được. Và vả chăng nếu có thể xóa được thì chị có thể quay về làm người chăng? Nhưng chị không thể làm được điều đó. Chính vì thế ai cho ta lương thiện, ai cho tao lương thiện? Không, không ai cả, đúng không? Chính chị nhận ra chị cũng không thể quay trở lại. Thì bây giờ chỉ còn cách đó là tìm đến với cái chết. Tìm đến cái chết để quay lại với sự sống. Bởi vì sự sống bắt nguồn từ cái chết. Chúng ta là sẽ quay trở lại chết để được làm người, còn hơn sống trong cái thân hình của một tên quỷ dữ là như thế. Thì lúc này nhân vật Chí Phèo của chúng ta cũng có cái sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết, cái sự đấu tranh giữa cái việc làm người lương thiện hay là quay trở về trở thành một cái tên, là một cái tên tay sai cho bà Kiến. Nhưng mà có lẽ là Chí Phèo đã đấu tranh rất nhiều, và cuối cùng trong lương tâm của cái nhân vật vốn là một người lương thiện đã thức tỉnh anh, và cuối cùng anh chọn cái chết. Anh chọn cái chết để bảo toàn cái khao khát làm người của mình, khao khát làm người lương thiện của mình. Đấy, là chị nói thêm về cái đời sống tinh thần và cái khai thác nội tâm nhân vật là như thế. Trong bất kể các tác giả, trong bất kể các tác phẩm, kể cả viết về đề tài người nông dân hay viết về người trí thức, thì Nam Cao cũng tập trung khai thác thế giới nội tâm của nhân vật và luôn luôn có những cái sự kiện để tạo ra cái đỉnh điểm để khắc họa cái tâm lý nhân vật đó một cách sâu sắc nhất là như thế. Đó là cái ý đầu tiên. Rồi, và cái thứ hai, các bạn có thể nhớ chị này, về mặt nghệ thuật nhá, thì chúng ta có thể thấy được rằng là Nam Cao nhá hay, rất hay sử dụng độc thoại và độc thoại nội tâm. Tại sao lại rất hay sử dụng? Lại rất là đơn giản thôi. Sử dụng độc thoại với độc thoại nội tâm để làm gì? Để bộc lộ được cái nội tâm của nhân vật. Bởi vì nếu bình thường nhân vật, chúng ta thấy được rằng là bình thường trong nhân vật, chị lấy ví dụ nhá, những cái nhân vật ví dụ như là hành động của Mỹ trong Đêm Tình Mùa Đông, cắt dây cởi chó cứu Hoa Phủ chẳng hạn, thì chúng ta thấy cô Mỹ, cô ấy sau khi suy nghĩ một hồi, đấu tranh một hồi, thì cô ấy đứng dậy, cô ấy cắt dây cởi chó cứu Hoa Phủ. Thì những cái hành động cắt dây cởi chó là tác giả miêu tả hành động ra bên ngoài, đúng không nào? Và cái lúc miêu tả hành động đó thì tác giả sử dụng những câu văn trần thuật bình thường. Tuy nhiên là khi cái phần mà chúng ta miêu tả cái diễn biến nội tâm của nhân vật nhá, kể cả nhân vật Mỹ hay nhân vật Chí Phèo, thì dường như tác giả đều sử dụng cái này. Đó chính là độc thoại nội tâm, cứ mồi một mình suy nghĩ đấy. Thì các em có thể tưởng tượng là chính cái biện pháp, chính cái nghệ thuật sử dụng cái độc thoại nội tâm này để bộc lộ, để bày tỏ được cái thế giới nội tâm, những cái rằng xé, những cái suy nghĩ, những cái diễn biến tâm trạng của nhân vật là như thế. Nó đều có sự liên quan với nhau cả các em ạ. Ý thứ ba, đó chính là kết cấu chuyện. Phần này là về mặt nghệ thuật nhé. Các bạn có thể xét về kết cấu chuyện của Nam Cao. Thì ở đây, chị ví dụ trong kết cấu chuyện Chí Phèo của chúng ta, xuất hiện vu va vu vơ, tự nhiên ở đâu một cái tiếng chửi, một cái đoạn văn chửi. Nói chung với bản thân chị chỉ thấy đoạn chửi đấy rất là ngầu. Chị học thì đôi khi chị cảm thấy là hãy tự tưởng tượng ra cho mình những thứ khiến bản thân mình vui để mình có thể có hứng thú học ấy. Thì tự nhiên Nam Cao xuất hiện này, hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứu rượu xong là hắn chửi, bắt đầu hắn chửi trời, có hề gì, có của riêng nhà nào đó. Thì các thấy, các bạn thấy, các em thấy được rằng là tự nhiên xuất hiện, nhân vật xuất hiện một cách chỉnh hình, chẳng biết đấy là ai, tên tuổi ra làm sao, quê quán như thế nào, tự nhiên đặt giữa một cái không gian này, ném nhân vật ra giữa này này, nhân vật xuất hiện với cái tiếng chửi như thế. Bây giờ chỉ thử so sánh nhá, với khi các bạn học văn học, dân gian đi, khi mà các bạn học chuyện cổ tích đi chẳng hạn, thì chắc chắn rồi, câu đầu tiên cũng là ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cô gái sống trong một gia đình nghèo, tên là ABC XYZ, mồ côi cha mẹ hay là như thế nào, vân vân và vân vân, mây mây và mây mây. Và chính những cái phần giới thiệu đấy là người ta bắt đầu đã giới thiệu cái gì rồi? Giới thiệu cái xuất thân, giới thiệu nhân vật tên tuổi quê quán ra làm sao. Đó, thì cái kết cấu chuyện bình thường sẽ đi theo cái mô típ từ đầu đến cuối, theo cái mạch không và thời gian. Đầu tiên như thế nào, sau đó diễn biến ra làm sao, kết thúc như thế nào, theo một cái vòng đời như thế nào đó. Nhưng mà với Chí Phèo, với tác phẩm của Nam Cao, thì dường như là cái kết cấu chuyện bị phá vỡ cái logic. Mà dường như kết cấu chuyện của Nam Cao ở đây không tuân theo cái mạch
không tuân theo cái mạch không thời gian bình thường, không tuân theo là à khi anh ấy bé thì anh ấy như thế nào, khi anh lớn thì anh ấy ra sao, mà kết cấu chuyện của Nam Cao tuân theo cái mạch tâm lý của nhân vật, tuân theo mạch tâm lý logic của nhân vật đó. Thì ở đây đầu tiên là Chí Phèo xuất hiện, không biết anh ấy là ai, chỉ biết là một cái tiếng chửi, và bắt đầu những cái diễn biến, những cái suy nghĩ của nhân vật này, và câu chuyện được kể theo diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo đó. Thì các bạn thấy được rằng là kết cấu chuyện của Nam Cao khác so với cái chị ví dụ đó là trong chuyện cổ tích, đúng không nào, rất là khác, phá vỡ kết cấu chuyện thông thường, không theo logic, không thời gian bình thường, mà kết cấu chuyện tuân theo mạch tâm lý nhân vật đó. Thì các bạn nhớ chị điều này, khi mà chúng mình sau khi mà phân tích xong nhá, thì có một cái phần đó là cái phần luận điểm số 3 ấy, là cái luận điểm mà các bạn cần đánh giá được cái đặc sắc và nội dung nghệ thuật ấy. Thì các bạn nhớ cho chị cái phần này, để khi đến đấy các bạn triển khai, các bạn khai thác, các bạn đánh giá để tạo cái sự sâu sắc cho bài viết của mình đó. Thì các bạn nhớ cho chị thêm cái điều này nữa. Rồi, đấy là về kết cấu chuyện này. Còn về cốt truyện nhá, rồi về cốt truyện của Nam Cao thì Nam Cao không giống như là không sử dụng một cái gì đấy gọi là đao to búa lớn, không lựa chọn một cái sự kiện kiểu như là siêu thuế hay là thúc siêu thúc thuế của một cái làng quê. Nam Cao không chọn những cái sự kiện rất là to tát lớn lao như thế, mà Nam Cao của chúng ta chỉ lựa chọn những viết về những cái sự rất là nhỏ nhặt. Đó, biết về những cái nhỏ nhặt xoàng xĩnh, nhỏ nhặt xoàng xĩnh, nhỏ nhặt xoàng xĩnh ở đây là sao? À, viết về cuộc đời của một cái anh nông dân rất là bình thường, như bao người nông dân khác, từng có ước mơ, từng có những cái khao khát đó. Viết về một cuộc đời của một anh nông dân rất bình thường trong một cái làng quê rất là bình thường như thế. Rồi tiếp, viết về một thầy giáo thứ, viết một anh tri thức nghèo cũng rất là bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt. Và những cái điều, những cuộc sống xoay quanh cái người nông dân và người trí thức này thì cũng rất là soàng xĩnh. Đơn giản chỉ là cuộc sống của họ thôi, đó là miếng cơm manh áo hàng ngày, đó là cuộc sống của họ hàng ngày, là một cái anh canh điền 20 tuổi đi làm thuê cho nhà Lý Kiến, với những công việc hàng ngày như thế nào, ra làm sao, bị người ta bắt bẻ ra như thế nào, bị bà ba sai làm cái gì đó đó. Những công việc rất là nhỏ nhặt soàng xĩnh đời thường, nhưng thông qua những cái việc nhỏ nhặt soàng xĩnh này thì Nam Cao đặt ra cho chúng ta những cái vấn đề xã hội rất là lớn lao. Vấn đề xã hội lớn lao và chắc chắn rồi phải có ý nghĩa, bởi vì ngay từ đầu khi chị em mình học với nhau thì quan niệm của Nam Cao về tác phẩm là một cái tác phẩm phải có ý nghĩa sâu rộng, đúng chưa nào? Đó, thì đến bây giờ cái quan niệm về tác phẩm đó nó đã chi phối được về phong cách sáng tác của Nam Cao này. Đấy, các bạn đã thấy chưa? Ok, đó nhá, đấy là về cốt truyện. Còn thêm một ý nữa các bạn nhớ chị, đó là giọng điệu. Đó, xét về giọng điệu của Nam Cao thì khi đọc truyện của Nam Cao, chúng ta thấy một cái gì rất là dửng dưng, rất là khách quan. Nam Cao viết thì Nam Cao viết thôi, Nam Cao chả bày tỏ tâm tư, chả bày tỏ tình cảm của mình một cái gì cả. Thì chúng ta thấy giọng điệu của Nam Cao nhá, rất là dửng dưng và lạnh lùng. Dường như là Nam Cao là một người ở ngoài, quan sát mọi thứ, viết lại thôi. Và Nam Cao của chúng ta không bày tỏ, không cảm thấy phẫn uất, cũng không cảm thấy buồn thương, cũng không cảm thấy đau đớn. Giọng điệu rất là dửng dưng và lạnh lùng, nhưng lại qua cái sự dửng dưng và lạnh lùng này, chúng ta lại thấy một cái gì đó đầy cái tình thương cảm. Qua cái giọng điệu lạnh lùng này, nhưng chúng ta lại nhận ra được cái sự thương cảm, thương xót của một cái ngòi bút vô cùng nhân đạo đối với những con người nhỏ bé. Đó, giọng điệu thì rất là dửng dưng lạnh lùng, nhưng qua cái giọng điệu này chúng ta vẫn thấy được cái tình cảm của nhà văn Nam Cao đối với những con người nhỏ bé trong xã hội, được chưa nào? Đấy là về giọng văn. Thì ở đây các bạn có thể so sánh một chút với Thạch Lam của chúng ta chẳng hạn. Thạch Lam của chúng ta thì dường như là giọng điệu thì chất chứa cái tình cảm,
giống như là một cái bài, một cái văn xuôi, như là một cái bài thơ trữ tình, giống như là bày tỏ cái tâm tư tình cảm của mình ngay trong từng câu chữ. À, chiều rồi một chiều êm ả như du, một buổi chiều man mát buồn, tất cả mọi cái tâm trạng cảm xúc dường như được bày tỏ trong từng câu chữ. Đó là về Thạch Lam. À, đấy là về giọng điệu của Thạch Lam. Nhưng giọng điệu của Nam Cao thì sao? Dửng dưng lạnh lùng. Nhưng qua cái sự dửng dưng lạnh lùng này thì chị em chúng ta vẫn thấy được cái sự thương cảm, cái sự thương xót của nhà văn Nam Cao đối với những con người bé nhỏ. Đó là một người nông dân nghèo, đó là người tri thức nghèo chẳng hạn. Đó, thì các bạn vẫn nhận ra được điều đấy, ok chưa nào? Và ở đây thì chắc chắn rồi, các bạn làm cho chị một cái kết luận đi. Kết luận nhá. Và ở cái phần kết luận này thì các bạn chú ý cho chị, có thể là Nam Cao được đánh giá là một nhà văn hàng đầu trong nền văn học Việt Nam vào thế kỷ 20. Đó, thì các bạn đánh giá cho chị một cái phần đấy thôi, là nhà văn hàng đầu, là nhà văn hiện thực nhá các em. Chị viết thiếu một chút xíu ấy, nhà văn hiện thực hàng đầu của thế kỷ 20. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong tác giả Nam Cao rồi. Và với tất cả những gì chị vừa chia sẻ với các bạn thì hôm nay các bạn có hiểu bài không? Các em ơi, các em hiểu bài không? Các em comment cho chị biết nhá. Các em ơi, đừng để chị nói một mình như thế, chị buồn lắm. Rồi, và ngày hôm nay thì trẻ em chúng mình đã đi đến với buổi thứ hai và chúng mình đã tìm hiểu xong tác giả Nam Cao rồi. Và buổi ngày mai thì có lẽ là chúng mình học một chút xíu về Nguyễn Tân nhỉ. Chúng mình học lãng mạn này, hiện thực này. Sau buổi sau trẻ em mình sẽ học Nguyễn Tân nhá. Và chị hy vọng rằng là buổi ngày hôm sau thì các bạn sẽ tham gia nhiều hơn và để buổi học của chúng mình sôi nổi hơn, thay vì là chị cứ nói một mình đấy, chị buồn lắm đấy. Thề. Rồi, và bây giờ thì chị em mình sẽ nói lời tạm biệt với nhau. Và cũng muộn rồi thì các em có thể là học môn khác hoặc là làm một cái gì đấy nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các em trong ngày mai. Bye bye.